Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón một gương mặt nữa đến từ thành phố Cần Thơ, người đẹp Châu Pha thưa quý vị. Trời Phật ơi, ăn cắp cái lưới đánh cá đâu vậy mẹ? Em kể cho chị nghe một câu chuyện này nè. Ở làng bên có một người bà con gái. Sao nè? Số không may gặp phải cái thằng chồng bê. Chồng buồn đi nhậu lai gai, nhậu hết mấy chai về thấy vợ là dành tầm con 15, con 15. Con 15, con 15. Con 15 số gì đa, cái này bốn gì đa. Bốn gì đa, bốn gì đa, bốn gì đa.